còn đây là bế mạc của giải karate, còn đây là mô hình môi vịt, thì tí nữa mình đang chỉnh sửa, tí nữa chỉnh sửa xong mình sẽ xóa đấy. Và có một video này là video, đây có hai video này cũng câu cá này, video này là của hai bạn nhỏ đi võ này, tập võ này, còn video này là của toàn râu. Còn video này là người hướng dẫn cách làm sao đi đúng quyền đúng thế của võ thuật. Còn đây là mình câu cá cho mọi người nhé, đây video của mình chính thức có mặt mình sau này nhé mọi người đấy, rất vất vả. Mì gan nướng siêu cay siêu khổng lồ, ngon không thể cưỡng luôn. Còn mười mấy giây mình thoát ra luôn. Đây, mình hỏi TV. Bây giờ lại ra này, bây giờ lại ra đi tìm những bạn nào mình chưa đi này. Đây, đã bình luận mà mình chưa đi. Đây. Đây, bây giờ đến sức khỏe và làm đẹp này. Đấy. 2.784 người đăng ký nhưng người ta vẫn quan tâm mình nhé, cảm ơn bạn này này đấy. 2.000 mình thấy nhiều người có nhiều lượt đăng ký rồi mà vẫn không 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 quay lại bên mình đâu, mình vẫn cứ đi tương tác với người ta. Mít Thái giải vôi có sao không? Không sao hết đấy bạn ơi. Đấy. Làm vườn TV mình mới đăng ký luôn. Và anh em bây giờ đi lại với nhau này. Đấy. Đấy, bây giờ xuân muộn nhạc sống câu cá thích quá bạn ơi. Đấy. Bạn này thì hay có những cái video nó không không hay lắm. Bé xe máy múc, xe cuốc, xe tải. Bé giỏi quá. Video này gần được 1.000 lượt xem, 972.000 lượt xem. Phía trên này những cái mà nó chưa hiện ra là mình đã đi rồi này. Đấy, tại vì là mình đi đi một lúc 6-7 trang này, 6-7 cửa này nên là nó không hiện lên. Bây giờ đến chị Angela Nguyễn. Chị này là rất quan tâm đến mọi người, lúc nào cũng đi đầy đủ với mọi người luôn. Bốn mươi đen Lê Ba Lê. Đấy. Anh này cũng cũng hay hay qua mình, cũng quan tâm mình nhiều lắm. Bia đen ngon lắm anh ơi. Rảnh anh em mình cùng uống bia nhá. Đấy. Nó rất đơn giản nhưng phải đi tương tác rất nhiều. Thời gian mình có cũng có đấy, cái này là bể cá bằng ống nhựa cũ đấy, rất đẹp, bể cá làm rất đẹp tại chế độ cũ, đẹp lắm bạn ơi, bể cá đẹp ạ.
Mình xin phép kết thúc video này nhé mọi người nhé.